Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói hoài thế. Xin chào các bạn, video này mình sẽ đi tô màu cho các bạn xem. Việc ngay là anh quyết đi xem phải vào đây mà. Đây có rất là nhiều trộm. Đây có rất là nhiều trộm các chị. Chán thật, giờ không đi làm tuần này. Em đang định làm gì, dành hôm nào đi làm vứt xe đạp ở nhà đi bộ người sao cho nó lại vậy, sướng hơn nhiều. Nhìn anh hài con to mà đây mà không đi quán nào đéo vậy, mua tụi đem ra quán của người ta là cho đi. Anh quên đang đi vào cũng bị tê cười. Hôm nay Quyết vừa gọi cho ai bảo giờ đi mà sao vẫn chưa đi nhỉ? Bảo
đang đứng ngoài cổng rồi chuẩn bị đi, thế mà lại quay lại vào đây. Vậy là mình đã tô màu xong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Các bạn ơi, video ngày hôm nay thì tôi mời các bạn xem. Đúng rồi. Chả biết là có lại đây làm gì rồi. Đố biết định chưa? Sao lại biết chìa khóa sang bên đây? Vì cái tạ đi vào không bảo ôi sao bảo người ta chảy chịu đấy. Ai? Chảy với ai? Anh bảo ấy. Anh bảo gì? Anh bảo ấy. Tao nói tên nhớ. Nhưng mà anh bảo chảy nhé. Nhưng mà anh bảo chảy nhưng anh bảo cái gì đâu. Nhưng mà anh bảo chuyện lúc sáng là chỉ có anh với em thôi. Nên là đúng là thế anh thôi. Anh bảo chảy nhưng anh của mày là ai? Mày, ảnh mày chả để. Tao biết được ai mà tao đồng ý. Ai đấy? Đằng ai đấy? Đằng ai? Cái gì? Đằng ai đấy? Chả biết. Nó ảnh ấy. Anh rồi thì người đấy trả lời. Đằng ai? Đúng rồi, ai thấy mình là mình trong trường hợp này thì trả lời thôi. Ô, ai đây? Đây là cái chìa khóa gì đem sao nhìn nó ối ôi. Chị đánh hỏng quả cô như là chị đánh thầy. Thầy không có tiền, thầy phải thêm khóa đi xe người đi xe người lại không quen khó chịu vai xe chị khó đi mà không quen chị ngã xe đó để sau nghỉ cầm máy lên tải video anh nhá. Vâng, chị ngã xe nhiều, xe chị nó bị khó đi giống em ấy, ngã nhiều quá giờ xe úi rồi. Được chưa? Được rồi. Ô, nó làm cái gì á? Nó vặn ở yên so không? Đây, một con người không phải như anh Công. Anh Công ơi, hay chờ.